Xin chào các bạn, đã đến với Thuận cấp đồ ngày hôm nay. Bây giờ là sáng ngày thứ Sáu tại Hoa Kỳ ngày 20 tây tháng 11 năm 2020 thì trước hết tôi muốn chia sẻ với các bạn về tình hình của Bitcoin cũng như là Ethereum và chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin mà nổi bật của ngày hôm nay. Và các bạn thấy là cho tới thời điểm này thì giá Bitcoin tăng lên rất là mạnh các bạn thấy được là lúc này video này đã là 18.766 Bitcoin liên tục tăng trưởng mà thực ra về cái mặt mà phân tích chúng ta cũng không có nhiều tài liệu để mà phân tích ở những cái mức giá như thế này. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là chúng ta thấy Bitcoin xoay quanh cái mức là 18.000 đô chỉ trong cái phạm vi để thuận đổi vào cái biểu đồ ngắn ngày để các bạn thấy được là về cái biểu đồ ngắn ngày thì trên 18.000 đô để thuận để một cái đường màu trắng để chúng ta dễ dàng thấy hơn khi mà chúng ta nhìn vào cái tình hình này thì ở cái mức là 18.000 đô thì bitcoin mà ở trên mức này ở thời điểm này chỉ có 3 ngày mà thôi ở năm 2020 và lần trước đó nữa khi bitcoin trên 18.000 đô là năm 2017 thì chúng ta hãy trả trở về năm 2017 đi các bạn thấy rõ ràng hơn là năm 2017 khi mà chúng ta nói tới giá của bitcoin trên 18.000 đô thì các bạn thấy được là cũng không có bao nhiêu ngày trên 18.000 đô nghĩa là trên cái đường màu trắng này các bạn thì rồi chỉ có 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Có nghĩa là trong lịch sử 11 năm qua của Bitcoin, giá Bitcoin mà nhóm lên khỏi 18.000 đô chỉ là tổng cộng. Các bạn thấy được chỉ có 8 ngày mà thôi, 5 ngày của năm 2017 và 3 ngày của năm 2020 tính luôn ngày hôm nay. Vì lý do đó các bạn thấy được chúng ta không có nhiều tài liệu để mà phân tích cái mặt giá cả của Bitcoin thì hai điều mà mọi người muốn biết bây giờ, điều đầu tiên đó chính là khi nào thì Bitcoin mới có khả năng phá được 20.000 đô trở về cái đỉnh cũ và lập đỉnh mới. Thì các bạn thấy là khi chúng ta nhìn vào cái giá hiện bây giờ cho đến cái mức là 20.000 đô thì các bạn sẽ thấy là cái giá bây giờ là 18.708 lên tới 20.000 đô thì chỉ có sự tăng trưởng là 6,83% mà thôi. Thì 6,83% các bạn thấy là Bitcoin có thể tăng trưởng trong vòng nửa ngày là có thể đạt được 20.000 đô nếu như mà thực sự muốn tăng lên tại vì các bạn thấy được là 6% tăng trưởng là một cái chuyện chúng ta cũng thấy rất là nhiều lần trong thị trường Bitcoin 6% trong thị trường tài chính truyền thống thì là nhiều nhưng mà 6% tăng trưởng trong thị trường Bitcoin là một điều mà không có nhiều lắm các bạn thấy là chúng ta có thể thấy được 20.000 đô trong vòng nửa ngày có nghĩa là nếu Bitcoin thực sự muốn phá 20.000 đô thì có thể hôm nay hay là cuối tuần này có thể phá được nhưng mà ngược lại mọi người đều đang chờ đợi coi Bitcoin khi nào mới có sự điều chỉnh tại vì các bạn thấy được là Bitcoin tăng trưởng một cách quá chóng mặt trong thời gian qua các bạn thấy được là tăng trưởng mà không ngừng nghỉ mà không có nhiều nơi gọi là tích lũy cho nên khi Bitcoin rơi thì nhiều người lo ngại là Bitcoin sẽ rơi rất là mạnh và nếu như mà Bitcoin rơi tính theo những cái đợt mà tăng trưởng mạnh trước đây thì sẽ bị điều chỉnh mạnh và điều chỉnh mạnh có nghĩa điều chỉnh khoảng chừng là 30% nếu như cái mức bây giờ các bạn thấy là 18.709 mà nếu như thực sự Bitcoin bị điều chỉnh 30% thì là bao nhiêu các bạn thấy được là nếu như điều chỉnh 30 trăm để thường cho các bạn thấy được là nếu chúng ta nhìn vào 30 phần trăm thì Bitcoin có thể đi xuống tới cái mức nào các bạn thấy là Bitcoin có thể là đi xuống tới cái mức cũng khá sâu cái mức này là cái mức là khoảng chừng là 13.000 đô thì có thể nhiều bạn nghĩ là Bitcoin không thể nào mà trở về 13.000 đô được à, thì có thể là các bạn chưa có tìm hiểu những cái thời gian mà Bitcoin tăng trưởng của năm 2017 trong cái thời gian mà Bitcoin tăng trưởng mạnh đó thì Bitcoin cũng bị điều chỉnh lại ít nhất là 9 lần điều chỉnh mạnh xuống 23% của năm 2017 lúc mà Bitcoin đang tăng trưởng mạnh chúng ta vẫn thấy rất là nhiều đợt điều chỉnh mạnh cho nên chỉ sự điều chỉnh mạnh là một điều mà hoàn toàn bình thường trong thị trường khôi và điều chỉnh 3% cũng không phải là điều chúng ta chưa từng thấy thậm chí trong thời gần đây các bạn thấy được là cách đây chỉ có 2 ngày thôi trong vòng 15 phút mà các bạn thấy là Bitcoin có thể điều chỉnh từ cái mức là 18.400 đô xuống chỉ còn có 17.200 đô điều chỉnh là 1.000 đô trong thời gian chỉ có 15 phút thôi các bạn có thể thấy được là sự dao động này như thế nào cho nên cái việc Bitcoin lên 20.000 đô hoàn toàn có thể và có thể là xảy ra trong thời gian ngắn và ngược lại Bitcoin điều chỉnh sâu xuống 13.000 đô, 1.000 đô cũng là một điều mà chúng ta có thể xảy ra chúng ta không thể loại bỏ cái khả năng này và một điều quan trọng hơn hết thường chia sẻ với các bạn là tôi muốn các bạn có một cái sự tâm lý để mà chuẩn bị các bạn phải suy nghĩ nếu như bitcoin lên 20.000 đô thì chúng ta sẽ làm gì các bạn có muốn bán hay là các bạn muốn không làm gì hết hay là các bạn mua mua thêm hoặc là khi bitcoin nếu như mà thật sự điều chỉnh xuống 13.000 đô 14.000 đô thì các bạn sẽ làm gì các bạn có chuẩn bị sẵn tiền để mà mua thêm hay là chưa các bạn đã chốt lời phần nào ở cái mức này hay là chưa đây những điều mà các bạn cần phải có cái sự chuẩn bị trước khi mà điều đó xảy ra nếu không các bạn thấy Bitcoin mà rơi mạnh thì các bạn sẽ bị lo sợ và sẽ bán sẽ dẫn đến là nhiều khi các bạn bán là lúc đó là cái đáy của cái đợt đi xuống ngắn hạn này và Bitcoin sẽ tăng trưởng lên sau đó và cái sự đi xuống đi lên có thể xảy rất là nhanh các bạn thấy được là cái sự đi xuống 1.000 đô cách đây 2 ngày và Bitcoin hồi phục lại xảy ra trong thời gian chỉ có vài tiếng đồng hồ mà thôi cho nên các bạn sẽ không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ và nếu như mà các bạn lên 20.000 đô thì lúc đó các bạn có chốt lời hay không hay là các bạn mua thêm nếu các bạn không có sẵn những cái chiến lược thì các bạn sẽ dễ dàng bị FOMO và mua ở cái mức là 20.000 đô trước khi mà có thể là Bitcoin điều chỉnh mạnh thì các bạn thấy được đây là những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn cho nên Thuận đã chia sẻ trong cái video cái đây không có lâu cái video 786 về chốt lời một số những cái suy nghĩ cá nhân của Thuận về chốt lời Thuận sẽ làm như thế nào và trong video đó Thuận đã chia sẻ với các bạn là từ cái mức À mà khoảng chừng là 17.000 đô tới 20 000 đô thì thường sẽ chốt lời ước tính là khoảng 25% của tất cả bitcoin nhưng mà cho đến ngày hôm nay thường chốt lời tổng cộng chỉ có 10% bitcoin mà thôi thực ra là 15% nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là thường đăng trên những mạng xã hội mà lúc mà thường chốt thêm 5% ở cái mức là 18.000 300 đô Sau đó thì khi Bitcoin đi mạnh Cái lúc mà các bạn thấy là Bitcoin rơi mạnh xuống 1000 đô trên 15 phút Thì Thuận đã mua trở lại và 5% Và bây giờ là Thuận vẫn còn 10% là đã chốt lời Và cái số tiền đó vẫn nằm ở trên sàn để mà chờ đợi Khi mà chúng ta có một cuộc điều chỉnh mạnh Thuận sẽ mua vào thêm Tại vì cái điều mà Thuận muốn Đó chính là có thêm Bitcoin trước khi mà chúng ta có sự bùng nổ Bitcoin kế tiếp chứ không phải là chốt lời ở cái mức này, chốt lời bây giờ chỉ là mua một phần bảo hiểm cho mình mà thôi. Lỡ như mà Bitcoin đi xuống mạnh thì thuận sẽ có thêm một phần để có thể là mua vào Bitcoin với cái giá thấp hơn. Và đây những cái chia sẻ liên quan Bitcoin thì muốn à, chia sẻ với các bạn sáng ngày hôm nay thì một trong những điều khác mà nhiều người đang nhìn vào về mặt phân tích kỹ thuật các bạn cũng đã biết là double top có nghĩa là các bạn thấy cái đỉnh hai lần nếu như cái đỉnh hai lần là một cái dấu hiệu bitcoin có thể đi xuống sâu cho nên nhiều người bây giờ là đang nhìn vào cách đây à, hai ngày thì lúc đó bitcoin đã tới cái mức là 18.500 đô Bây giờ Bitcoin thì ở mức là 18.700 đô Thì có phải đây là double top hay là không Và nếu như đó là sự thật thì sẽ dẫn đến là Bitcoin có thể là đi xuống mạnh Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa biết Tại vì Bitcoin bây giờ vẫn chưa có cái dấu hiệu là double top Bitcoin vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh trong vòng vài tiếng hồi vừa qua Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Một cái đồng khác nữa mà thường muốn các bạn để ý đến Đó chính là đồng Ethereum Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mọi người đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những bạn nào mà chưa theo dõi thông cáp video trên mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái thông tin chính thức như là từ Twitter, Facebook và Telegram hay là bạn là một trader thì trước khi mà tham gia vào một sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital như là tham gia vào sàn step mà có thể điền đơn tham gia vào nhóm hỗ trợ và những tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn binance thì giảm 20% phí giao dịch mãi mãi những thông tin sẽ nằm ở phía dưới cái video này liên quan đến những cái ưu đãi này hay là sàn bybit bitja coinbase Returnal, và những blockfi và một trong những điều khác thì muốn chia sẻ với bạn đó chính là đây là cái video thứ 10 trong cái tháng này là sẽ có bốc thăm trúng thưởng thì đây là cái video cuối cùng của cái đợt bốc thăm trúng thưởng kỳ này là cái video thứ 10 thì các bạn có thể tham gia bốc thăm trúng thưởng được tài trợ bởi sàn Snapx à, những mà nào mà để lại cái Snapx UAD thì sẽ có cơ hội được trúng 30 đồng Tether được gửi trực tiếp vào sàn Snapx của các bạn các bạn muốn tham gia thì cũng rất đơn giản chỉ cần là để lại cái comment ở phía dưới video này về cái Snapx UAD thì cuối tuần này thường sẽ dành thời gian để mà bốc thăm trúng thưởng thường đã bốc thăm trúng thưởng hai video à, cái tay một ngày thường sẽ bốc thăm trúng thưởng thêm những bạn còn lại trong cuối tuần này và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình của Ethereum Thì các bạn thấy được là Bitcoin tăng trưởng mạnh Một đồng mà không có đi quá xa Bitcoin đó chính là đồng Ethereum Tiếp tục có sự tăng trưởng cùng với Bitcoin bây giờ đã qua khỏi 500 đô Các bạn thấy được bây giờ đã là 500 là 7 đô lúc mà thợ mới video này Thì các bạn thấy được là Ethereum tuy là đi cùng hướng của Bitcoin Và năm nay cũng có sự tăng trưởng rất là mạnh Các bạn thấy là thống kê đưa ra là đồng Ethereum để thường xem coi được cái sự tăng trưởng là bao nhiêu cho đến cái thời điểm bây giờ. Thì cái bài viết này là của Cointelegraph chia sẻ cách đây là 6 tiếng đồng hồ. Thì các bạn thấy được là 6 tiếng trước đây Cointelegraph đưa một bài viết nói là Bitcoin tăng trưởng nhưng mà Ethereum thì có sự tăng trưởng còn nhiều hơn nữa. Các bạn thấy được là Ethereum từ đầu năm cho tới bây giờ đã có sự tăng trưởng là 200 84% trong khi Bitcoin từ đầu năm tới bây giờ tăng trưởng chỉ có 155% mà thôi Và các bạn thấy được là cái vấn đề đây là chúng ta nói chỉ có 155% mà thôi Các bạn thấy được là đây là những cái con số tăng trưởng mà những nơi nào mà đầu tư vào những cái thị trường tài chính truyền thống không thể tưởng tượng được là có thể có cái sự tăng trưởng một trăm mấy phần trăm cho một năm Nhưng mà trong thị trường Bitcoin, trong crypto Các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng rất là nhanh cho nên nhiều bạn thì đòi hỏi cái phần trăm tăng trưởng rất là nhiều. Cho nên Bitcoin tăng trưởng 155% thì nhiều người nói là tăng trưởng như vậy thì cũng không có coi như là quá đột biến so với lại Ethereum tăng tới 284% một năm. Thì các bạn thấy là Ethereum thì tiếp tục theo đuổi Bitcoin, Bitcoin tăng trưởng Ethereum thì cũng đi theo. Nhưng mà các bạn thấy được là Ethereum cái giá bây giờ 508 thì so với lại cái giá cao nhất từ trước tới bây giờ các bạn cũng đang nhớ là 1.400 đô thì cái giá bây giờ vẫn còn chưa có phải là hồi phục các bạn thấy được là chưa hồi phục lại phân nửa cái giá trước đây trước đây cái giá 1.400 đô có nghĩa là ethereum lên tới 700 đô thì ethereum chỉ mới hồi phục lại ở cái mức là 50% của giá cao nhất mà thôi trong khi bitcoin bây giờ đã là 18.000 đô các bạn thấy được là từ đây cho đến cái đỉnh 2.000 20, đô thì cái sự khác biệt là không tới 10%. Vì lý do đó Ethereum vẫn còn rất là nhiều cái cơ hội tăng trưởng. Đây là một điều mà Thượng tin tưởng và các bạn thấy được là chúng ta khi mà xem Ethereum với lại Bitcoin thì các bạn mới thấy được cái sự khác biệt là như thế nào. Các bạn thấy được là đây là Ethereum tính theo giá của Bitcoin thì Ethereum thực sự mới nói là sau so với năm 2017 thì Ethereum hầu như là vẫn chưa có bắt đầu cái sự hồi phục. Và nếu Bitcoin tiếp tục tăng trưởng thì thường nghĩ là Ethereum cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng và Ethereum cũng sẽ đạt được cái giá so sánh với Bitcoin tương đương như là trước đây có thể là Bitcoin tăng trưởng lên tới 20.000 đô thì Ethereum sẽ tăng trưởng lên tới một mức nào đó và Bitcoin nếu như tăng trưởng lên tới 50.000 đô thì Ethereum có thể là trở lại cái chỉ số Bitcoin trước đây có thể nói là Ethereum là một trong những cái đồng mà Thượng thấy rất là tiềm năng trong năm 2021 này nhất là với cái sự ra đời của Ethereum 2.0 thì nói đến đây các bạn thấy được là gần đây thường có à, thêm nhiều bạn comment vào cái video mà thường đã đăng cách đây cũng rất là lâu Cái đây là cái video thường đăng hồi tháng 9 năm 2018 Với cái tên là cá chết của Ethereum là không thể tránh được các bạn thấy được là đây là video rất là lâu, à, thời điểm này thường vẫn chưa có đẩy số à, thứ tự của video Và đây là cái video mà thường chia sẻ một cái bài viết à, từ các Crunch đó chính là The Collapse of Ethereum is Inevitable Và cái bài viết này thì viết rất là xấu về Ethereum nhưng mà trong cái, cái video thường này giải thích rất rõ ràng là tại sao mà bài viết này về team là không có đúng nhưng mà nhiều bạn thì bây giờ thấy tìm tăng trưởng lại thấy cái tên thường để là cái chết của tim là không thể tránh được thì lại muốn comment để mà chủ yếu là chế ngạo cái video này nhưng mà những bạn đó vẫn chưa có xem cái video này tại vì thường giải thích rất rõ ràng là tại sao mà thường tin tưởng cái TVM và các bạn cũng đã biết là thường tin tưởng tìm đã rất là lâu từ năm 2017 và bản thân thường các bạn cũng đã biết là ngoài chữ bitcoin ra thì TVM là cái đồng mà thường lưu trữ nhiều nhất À, cho nên những bạn nào mà chưa có xem cái video cái chết của tìm là không thể tránh được thì cũng nên xem để hiểu được cái suy nghĩ của thuận cách đây đã rất lâu về Telegram bây giờ cũng không thay đổi và thậm chí thuận còn có lòng tin nhiều hơn là trước đây chứ nếu không thuận sẽ không có lưu trữ nhiều Telegram trong thời gian qua và các bạn thấy là năm 2018 nhiều bạn có nên nhớ là trong thời gian nửa năm đầu từ tháng 1 cho đến tháng 6 thì hầu hết các đài truyền thông đều tấn công Telegram thực không biết lý do tại sao cho tới bây giờ thuận vẫn chưa biết lý do tại sao mà mọi người đều ào ạt à nói xấu về ethereum để mà đẩy giá ethereum đi xuống ai cũng nói là ethereum sẽ không thể phát triển được ai cũng nói là những đồng khác có tiềm năng nhiều hơn như là eos neo thì sẽ hoàn toàn thay thế ethereum hay là đồng tron và các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay thì Ethereum vẫn là đồng đứng thứ nhì vẫn là đồng mà được nhiều người phát triển nhất vẫn là cái lựa chọn hàng đầu của những cái ứng dụng phi tập trung các bạn thấy được cả thị trường DeFi bây giờ là gây dựng trên mạng lưới của Ethereum những nhà đầu tư lớn thì họ lưu trữ gì họ lưu trữ Ethereum chứ không phải là lưu trữ EOS hay là Tron hay là Cardano ở thì đến bây giờ Ethereum vẫn là cái lựa chọn hàng đầu của những nhà đầu tư lớn vẫn là cái sự lựa chọn hàng đầu của những nhà phát triển vẫn là cái sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người cho nên các bạn thấy được là Ethereum là một trong những đồng mà tôi rất là tin tưởng. Chúng ta bây giờ nói tới một số những cái thông tin của ngày hôm nay, các bạn thấy được là ngày hôm nay thì chúng ta lại nhận được một cái thông tin là CEO của Shopbank, Shopbank là một cái ngân hàng rất là lớn thì CEO của Shopbank đã nói là năm 2017 ông ta mua một số Bitcoin nhưng mà sau đó thì lại cảm thấy là không hiểu Bitcoin nên bán nhưng mà lúc mà ông ta bán thì đã bị lỗ một số tiền và trong cái bài viết này CEO của SoftBank đã mua khoảng chừng là 200 triệu đô la Bitcoin của năm 2017 nhưng mà sau khi mà ông ta liên tục xem cái giá của Bitcoin dao động mạnh thì lại cảm thấy là không hiểu về Bitcoin cho nên đã bán và cuối cùng thì khi ông ta bán thì đã bị lỗ 130 triệu đô la đây là cái thông tin mà được chia sẻ bởi Business Insider Thì thực ra mà nói là CEO của SoftBank mua bao nhiêu và lỗ bao nhiêu cũng không có quan trọng Điều quan trọng các bạn cần phải hiểu đây là CEO của SoftBank năm 2017, đầu năm 2018 khi mà đầu tư Bitcoin thì lúc đó cái vị thế của Bitcoin đã khác bây giờ. Các bạn thấy được là bây giờ thì ai cũng coi Bitcoin như là một tài sản lưu trữ giá trị lâu dài, một vài điện tử như là đã được chia sẻ trong cái video ngày hôm qua. Khi mà ngay cả chairman của SEC có nghĩa là chủ tịch của SEC cũng nói là Bitcoin như là một loại tài sản lưu trữ giá trị nhưng mà trước đây năm 2017 thì không phải như vậy các bạn thấy được là trước đây khi các bạn hỏi Bitcoin là gì thì nhiều người sẽ giúp cho các bạn là Bitcoin là một cái công nghệ phi tập trung Bitcoin là một cái loại tiền điện tử mà không bị giới hạn uh, bởi chính phủ không bị giới hạn bởi biên giới không bị bất cứ một đơn vị nào có thể là quản lý hết có thể là các bạn thấy được là những cái giải thích này thì chúng ta hiểu nhưng mà một người bình thường thì có thể là không hiểu thì một người bình thường sống ở một quốc gia mà không có chiến tranh sống ở một quốc gia mà không có những cái sự khủng hoảng chính trị hay là kinh tế thì sẽ không có hiểu cái sự quan trọng của bitcoin như là các bạn thấy được các bạn hỏi những người như những nước như là venezuela thì họ rất là hiểu bitcoin là gì tại vì tiền pháp định của họ không có còn giá trị nữa cho nên họ dựa vào bitcoin để mà sống cho nên họ hiểu được bitcoin là gì nhưng mà nếu các bạn hỏi một người ở Hoa Kỳ đi là Bitcoin tại sao là quan trọng thì có thể nhiều người không thể cho con biết được tại sao Bitcoin là quan trọng tại vì trên căn bản họ không cần phải sử dụng Bitcoin cho mình thấy được là một người bình thường bây giờ không có lý do gì sử dụng Bitcoin hết Bitcoin có thể là phí cao khó sử dụng không phải nơi nào cũng chấp nhận cho nên bây giờ họ vẫn sử dụng tiền pháp định tại vì nó đơn giản hơn và đối với một người ở những nước như là Hoa Kỳ những nước mà không có bị chiến tranh hay là khủng hoảng chính trị hay là tài chính thì không có lý do gì mà cần phải tìm kiếm một loại tiền kỹ thuật số khác, và nhất là một loại tiền kỹ thuật số mà không được quản lý bởi chính phủ, người ta lại càng lo hơn. Nhưng mà bây giờ đã khác, các bạn thấy được là bây giờ thì câu chuyện của Bitcoin, cái vị trí của Bitcoin ở trong lòng của những nhà đầu tư đó chính là một loại tài sản lưu trữ giá trị như là một vàng điện tử. Đây là một cái cách hiểu đơn giản hơn Các bạn thấy là một người nào đó mà chưa có biết gì về Bitcoin mà hỏi các bạn thì các bạn giải thích là ờ Bitcoin như là một cái loại vàng điện tử tại vì Bitcoin khan hiếm, tại vì Bitcoin uh, là một cái loại tài sản mà không thể bị lạm phát được thì các bạn thấy đây là một cách giải thích mà nhiều người có thể dễ dàng hiểu hơn và đây cũng là một trong những cái điều mà những công ty lớn bây giờ vẫn tiếp tục thúc đẩy và tin tưởng các bạn thấy được là chúng ta lại thấy những công ty lớn bây giờ đã lưu trữ lên tới 4,54% của tất cả Bitcoin ở trên thị trường tổng cộng là ở cái bài viết này của Coin Telegraph là 842.229 đồng Bitcoin đang lưu trữ trong ngân khố của những công ty lớn. Các bạn nhìn vào um, Bitcoin Treasury, các bạn thấy được là Bitcoin Treasury cho các bạn thấy được là càng ngày lại càng nhiều công ty hơn lưu trữ Bitcoin trong ngân khố của mình. Và cái lợi nhuận thì rất là cao. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những công ty mà đầu tư cách đây vài tháng, hồi tháng 8 năm 2020, công ty MicroStrategy thì họ mua Bitcoin tổng cộng cái số tiền mà họ mua là 425 triệu các bạn thấy được là cho tới ngày hôm nay thì 425 triệu đó đã là 718 triệu đô la các bạn thấy được một con số tăng trưởng cực kỳ cao và những công ty khác các bạn thấy được công ty Square mua 50 triệu thì 50 triệu đó bây giờ đã là 88 triệu thì khi mà họ bỏ một phần của ngân khố vào cho Bitcoin thì cái lợi nhuận còn nhiều hơn là cái thu nhập đến từ các dịch vụ và sản phẩm của họ các bạn thấy được là đây là những cái điều mà khi mà những cái cổ đông của những công ty khác nhìn vào những cái công ty này mà thấy là họ có được rất nhiều lợi nhuận tại vì công ty này là lưu trữ bitcoin thay vì lưu trữ tiền pháp định bị mất giá thì họ lưu trữ bitcoin thì những cổ đông cũng sẽ đòi hỏi những công ty khác dẫn đến những công ty khác cũng phải lưu trữ bitcoin và sẽ dẫn đến một cái sự fomo là nhiều công ty sẽ phải lưu trữ bitcoin trong những khố tại vì nếu như bitcoin cứ tăng trưởng thì sẽ có nhiều người đòi hỏi là công ty lưu trữ bitcoin thay vì là lưu trữ tiền đây là một điều mà đang xảy ra ở thời điểm hiện bây giờ mà đây là một điều mà chúng ta cũng đã nói tới à, cách đây rất là lâu là một ngày nào đó chúng ta thấy những công ty sẽ lưu trữ bitcoin cho nhân khối của mình điều này thì bây giờ đã xảy ra và sau đó chúng ta thấy được là nhiều ngân hàng trung ương sẽ đưa ra thông báo là sẽ lưu trữ bitcoin trong nhân khối của quốc gia cũng như là họ lưu trữ vàng bây giờ và các bạn thấy được là điều này cũng sẽ xảy ra chúng ta nghe nói tới những quốc gia như là Iran thì cũng đã đưa ra cái quyết định là sẽ lưu trữ một phần bitcoin trong nhân khối dùng để mà giao dịch đương nhiên Iran không phải là một quốc gia mà các bạn muốn đi đầu lưu trữ Bitcoin các bạn muốn những quốc gia khác nhưng mà ít ra thì cũng có một quốc gia đã công khai nhiều quốc gia khác bây giờ cũng có thể đã lưu trữ Bitcoin trong ngân khối của họ nhưng mà những ngân hàng chủ mừng đó sẽ không có đưa ra thông báo chính thức thì đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay và chính những thông tin này ra thì các bạn thấy được là những cái tài liệu khác như là co-founder của công ty Morgan Creek thì bán chiếc xe Chevy của ông ta để mà đầu tư vào thêm Bitcoin thì đây là những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ nghe nói rất là nhiều khi mà Bitcoin tăng trưởng các bạn thấy năm 2017 thì chúng ta nghe nói rất nhiều người bán những tài sản của mình nhiều người bán luôn cả nhà để mà lưu trữ Bitcoin thì sẽ có nhiều những câu chuyện này xảy ra khi mà các bạn thấy được là cái số tiền mà kiếm được lợi nhuận từ Bitcoin là quá nhiều thì sẽ dẫn đến là nhiều người sẽ càng FOMO vào hơn và năm 2021 này thuận nghĩ là sẽ có rất nhiều Triệu phú sẽ ra đời, những triệu phú lưu trữ Bitcoin sẽ càng ngày càng nhiều hơn khi mà giá cả tăng cao Như là cái thông tin ngày hôm nay được chia sẻ bởi content rapper logic thì đã đầu tư 6 triệu đô la vào trong Bitcoin Thì đây cũng không phải là một cái điều gì mà quá bất ngờ Các bạn thấy năm 2000, 2017 khi Bitcoin tăng trữ mạnh thì các bạn thấy được là cũng có nhiều những cái người nổi tiếng ở trong cái lĩnh vực uh, ca nhạc hay là đóng phim cũng mua Bitcoin và công khai cái chúng mình thấy là ca sĩ Katy Perry thì cũng đã sơn cái móng tay của ta với cái biểu tượng Bitcoin của năm 2017 thì bây giờ các bạn thấy là cái mùa sôi động đã bắt đầu trở lại và đây sẽ là những cái thông tin mà sẽ trở nên bình thường tại vì khi Bitcoin mà càng lên cao thì sẽ thu hút được thêm nhiều người vào trong thị trường này và một số những người đó sẽ là những người mà nổi tiếng thì sẽ dẫn đến là chúng ta có những thông tin tương tự như thế này và thuận hy vọng đã có những điều nhiều giá trị trong video ngày hôm nay để những cái thông tin mà thuận muốn chia sẻ sáng nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn